tôi có thể đốt lửa trại không? Trong Fire Danger Period, tôi không được đốt lửa trại. Trừ khi tôi chắc chắn rằng trời lặng gió và ngọn lửa được đốt ở trong một lò đốt được xây đúng cách, dọn dẹp sạch bất cứ thứ gì có thể bắt lửa. Trước khi rời đi, lò đốt lửa phải được tắt hoàn toàn. Và tôi không được đốt lửa trại vào những ngày Total Fire Ban Day. Còn nhiều điều bạn cần biết để có thể đốt lửa trại trong khuôn khổ luật pháp, hãy truy cập cfa.vic.gov.au/languages.